Bà Metsola, 45 tuổi, thuộc Đảng Nhân dân châu Âu EPP Trung Hữu, nhóm chính trị lớn nhất trong EP với 188 ghế, đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Chủ tịch Nghị viện châu Âu EP sau khi phiên họp Nghị viện khóa mới khai mạc tại thành phố Strasbourg của Pháp. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, bà Metsola giành được 562 phiếu bầu tại EP gồm 720 ghế, qua đó giành được đa số phiếu cần thiết sau khi các nhóm chính đảng lớn trong EP đã nhất trí ủng hộ chính trị gia này. Như vậy, bà Metsola sẽ giữ chức chủ tịch cơ quan lập pháp này thêm 2 năm rưỡi nữa. Chiến thắng này đưa bà Metsola trở thành nữ chính khách đầu tiên đắc cử vị trí đứng đầu EP nhiệm kỳ thứ 2.